sugar sweet. Don't let nobody touch it unless that somebody's me. I gotta be a man, there ain't no other way. Cause girl, you're hotter than a Southern California day. I don't wanna play no games, you don't gotta be afraid. Don't give me all that shy shit, no makeup on, that's my sugar. Trên môi yêu đến trọn đời, niềm hạnh phúc mãi không xa rời. Chẳng là chẳng dám hứa cho em giàu sang, nhưng anh sẽ luôn khiến em hạnh phúc nhất trên đời. Dù là khi em ra đi thay đổi, nhưng anh sẽ vẫn yêu em như ngày đầu. Những yêu thương không phải màu, anh ngưỡng mong luôn em thật lâu. Đã với ta yêu thương thêm đậm sâu, đường bên em là một giấc mơ. Này em ơi, nghe anh này. Hey baby, hey, nghe đời vàng chờ anh theo với. Ngại anh làm gì một lần thôi em thấy rộn ràng nhịp tim. Vì anh đã cho yêu em rồi. Hôm nay hai ngày cậu tôi, hai người chơi, nó thì xuống đưa về ngoài, sau sẽ được cậu dâu về. Bên ngoài là có cả yêu em trọn đời, trọn đời, trọn đời. Nhưng mà và đọc một thứ yêu thương sao vẫn chưa mua đôi tình này. Cách thương thì nói là thương, anh không biết bằng ngôn trình bày. Đây xin như em thì quê anh đẹp, mà sao cứ thích em như vậy. Chắc tại anh hơi nga lời người nên đã bị em bỏ mua rồi đây. Bên anh thì em anh cho anh đi chơi vậy, nói với anh một lời là giờ tay yêu nhau được rồi. Em ơi chia sẻ anh chạy vẫn để dành một chút đằng sau, cuộc đời anh sẽ hết buồn sầu khi mình cùng đi với nhau. Anh biết nơi nào tâm tư rồi sao anh đâu cần biết, vì anh nghĩ nó tốt mọi thứ còn lại cũng có đâu cần thiết. Điện thoại em không bạn đồ cho anh hỏi được vào trái tim em, anh mới hỏi thấy ông vua gốm không biết tới tiếng mấy đen. Nhưng mà em ở đây giờ không phải chưa giờ, ngoài mẹ anh ra em là người con gái đẹp nhất ở trên đời, nên là anh muốn nhưng thì em giận dỗi. Anh lau cô đôi mi và nơi nào em muốn tới thì anh sẽ dẫn em đi.
còn gì một lần thôi em thấy rộn ràng nhịp tim. Vì anh đã cho yêu em rồi, lời ngọt ngào từ em cô bé. Nhận lời từ giờ là người yêu anh nhé, chỉ cần vậy thôi mà anh sẽ mãi yêu em trọn đời. Vàng chờ anh theo với, ngại ngùng còn gì một lần thôi em thấy rộn ràng nhịp tim. Vì anh đã cho yêu em rồi, lời ngọt ngào từ em cô bé. Nhận lời từ giờ là người yêu anh nhé, chỉ cần vậy thôi mà anh sẽ mãi yêu em trọn đời. Trình về
là ông bà tổ tiên rồi về là họ nhận lại. Thì xin nhận cái lời nói của ông là phát biểu và đồng thời cũng là từ kể từ nay hôm nay là nhận là phải làm con dấu ở trong cái đi. Rồi mời hai ông. Thank you.
Mười ngón tay ươm tình đắm say, ngón trước tiên em trao cho tình nhân, ngón tiếp theo là ngón tay mơ mộng, ngón tay vẽ hồng giấc mơ. Mười ngón tay tô hồng nét môi, ngón kế bên du ta trong tình đôi, ngón dấu yêu dệt tiếng thơ êm đềm, ngón tay vẽ tình. Mười ngón tay đang
Bao nhiêu tháng năm
như chưa bao giờ. Nguyện bên em xây ngôi nhà ước mơ. Đám cưới, anh là cô dâu. Đám cưới, chủ rể là anh. Và sau này mình sẽ là một gia đình, là cha mẹ tuyệt vời của những bé tươi sinh. Hạnh phúc, ta cùng nâng ly. Câu chúc, trên con đường đi. Ngập tràn tình yêu mình chưa dắt bao vui buồn. Ta bên nhau tới đầu bạc răng long. Ngày cưới hạnh phúc. Đám cưới, em là cô dâu. Đám cưới, chủ rể là anh. Và sau này mình sẽ là một gia đình, là cha mẹ tuyệt vời của những bé tươi sinh. Hạnh phúc, ta cùng nâng ly. Cầu chúc, trên con đường đi. Đúng là người người này vui tới cùng là ngày cưới của đôi ta. Trên những cành chim bay rất dài ngân hà, chân bạn trẻ tìm đến nơi tổ ấm. Ta chỉ còn rất ít giây phút đồng hồ nữa thôi. Năm lễ thành hôn, chúc mừng rất tình yêu của chú rể Tân Đạt cùng với cô dâu Anh Thư sẽ sắp sửa được bắt đầu. Về một lần nữa, ban tổ chức chúng tôi xin được hàng chào đón toàn thể quý vị tân khách quý chúng ta. Những ai đã đến ở phía ngoài cổng hoa tình yêu thì xin mời hãy nhanh chân nâng nhẹ gót hồng của mình để chúng ta cùng tiến sâu vào trong hôn trường tiệc cưới tình yêu và cùng tìm cho mình những chỗ ngồi thật thích hợp nhất. Kính thưa quý vị, chúng ta kính mến, đúng là đường xe thì hãy còn dài, đường đời hạnh phúc lại càng dài hơn. Lễ gì đáp nghĩa trả ơn, công cha nghĩa mẹ, sớm hôm vẹn toàn. Nào hãy bên gia đình của chú rể cô dâu, hãy cho tiếp khách có đôi câu kính chào. Và hãy tiếp khách xa tận lối vào, ngập ngừng tay bắt có đôi lời cảm ơn. Và để có tiếng hát vấn vương, thì một lần nữa xin mời quý vị chúng ta hãy cùng chung đường về đây. Một lần nữa, ban tổ chức chúng tôi xin được đại lời cho hai gia đình, cũng như đỡ lời cho chú rể và cô dâu. Một lần nữa xin được nói chào đón và xin được trân trọng kính mời. Và xin mời quý vị chúng ta cùng hướng ánh mắt thân thương và chào đón chương trình lễ thành hôn của đôi bạn trẻ chúng ta trong buổi trưa hôm nay chính thức được bắt đầu. Thank you.
vui, họ hàng gì đây chung vui, người ta nghe yêu thấm tình quê mãi bên nhau trọn đời. Ai nhớ chỉ sai tớ, ta nên giờ trong đồng lòng ta càng biết đâu, vui bằng những cái anh và em nhớ thương ngày đầu năm sinh con gái. Hồng Kông xin được gửi tới cho sự có mặt của quý vị khách quý chúng ta lời đầu tiên lời cảm ơn chân thành, lời kính chúc sức khỏe và lời chào mừng trân trọng đầu tiên nhất. Kính thưa quý vị chúng ta kính mến, yêu nhau chẳng khoảng xa gần, cầu không tới vịnh thì cũng lân mà sang, yêu nhau chẳng khoảng lòng thăng, mấy sông cuộc đời mấy ngàn vượt qua, tình yêu là một tình cảm vĩ đại nhất, nó sẽ tạo nên những điều kỳ diệu, nó sẽ tạo nên những con người mới. Tình yêu biến những điều vô nghĩa trở thành những điều có nghĩa, biến những điều bất hạnh trở thành hạnh phúc. Và trong giây phút này đây, không để quý vị tân khách quý chúng ta phải chờ đợi lâu nữa, xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng nhau mắt cho mắt hướng ra đầu đường thảm đỏ tình yêu để cùng chào đón chia diện của chú rể tân đạt cùng với cô dâu anh thư. Xin được hân hoan chào đón. Đi qua bao nhiêu khó khăn, đi qua bao nhiêu nỗi thăng trầm, đôi lúc anh mệt mỏi, chỉ có em ở bên là người mang đến cho anh những tiếng cười. Em ơi lại gần anh nữa đi, em hãy nhìn thẳng mắt anh này, anh sẽ rất hạnh phúc nếu sớm mai tình giấc, người đầu tiên anh trông thấy chính là em. Làm vợ anh nhé, anh có một bờ vai đủ rộng, một vòng tay ấm, một trái tim luôn thấu hiểu em. Làm vợ anh nhé, anh sẽ luôn là người che chở, mang đến cho em sự bình yên. Giờ hãy hứa
trọn đời yêu anh nhé. Em ơi lại gần anh nữa đi, em hãy nhìn thẳng mắt anh này. Anh sẽ rất hạnh phúc nếu sớm mai tình ra. Người đầu tiên anh trông thấy chính là em. Và trên sân khấu ngay lúc này đây là một bức tranh toàn cảnh của đại gia đình hạnh phúc chúng tôi. Những bậc làm cha làm mẹ và cô dâu chú rể đã sẵn sàng để được ra mắt tới tất cả quý vị trong một bầu không gian tuyệt vời. Trước sự ánh mắt thân thương của quý vị, chúng ta đã được chứng kiến và dành trao. Thì ngay lúc này đây, xin mời quý vị chúng ta một lần nữa dành ánh mắt và dành cho một tràng pháo tay thật lớn và thật dài để chúc mừng cho sự hiện diện của đại gia đình chúng tôi. Xin mời những tràng pháo tay của quý vị. Thưa quý vị, và ngay bây giờ đây, cho phép chúng tôi xin được trân trọng kính giới thiệu thân xin thân mẫu của chú rể cô dâu để cho tất cả quý vị chúng ta có mặt tại đây tiền để chúc mừng. Về phía gia đình nhà trai chủ hôn trong buổi tiệc ngày hôm nay, chúng tôi xin được trân trọng kính giới thiệu với toàn thể quý vị khách quý có sự hiện diện của ông Đinh Xuân Lành và bà Nguyễn Thị Phương Thảo đến từ địa chỉ tổ dân phố Minh Lợi, phường Quảng Thọ, thị xã Ba Đồn, Quảng Bình, là thân sinh thân mẫu của chú rể đến trai Đinh Tân Đạt Quý Nam. Một tràng pháo tay thật lớn của quý vị để chúc mừng. Vâng, và ban tổ chức chúng tôi cùng xin được hai chào đón và giới thiệu về phía gia đình họ nhà nữ có sự hiện diện của quý ông Nguyễn Văn Đôn và quý bà Trần Thị Trà My đến từ mảnh đất Phương Trại, Nha Trang, Khánh Hòa, là xuất thân phụ mẫu của cô dâu xinh đẹp Nguyễn Trần Anh Thư. Xin được chào đón bằng một tràng pháo tay thật nồng nhiệt. Thưa tất cả quý vị khách quý, vào ngày hôm nay thứ hai ngày 14 tháng 10 năm 2019, nhằm ngày 16 tháng 9 năm Kỷ Hợi, là ngày quan trọng nhất trong cuộc đời của chú rể cô dâu. Niềm vui, niềm hạnh phúc của gia đình được nhân lên gấp bội vì tất cả chúng ta đã dành thời gian để có mặt về đây, được chứng kiến và chúc mừng trong ngày trọng đại, trong năm hạnh phúc, lễ thành hôn của đôi bạn trẻ. Trong giây phút ngập tràn này, gia đình chúng tôi cũng có những lời chia sẻ để cảm ơn gửi trao cho tất cả quý vị, và đặc biệt hơn là những lời chúc để chúc mừng hạnh phúc trong năm cho hai con. Sau đây quý vị, chúng ta sẽ cùng đến với lời phát biểu của ông Đinh Xuân Lành, đại diện chung của đôi bên gia đình, có những lời chia sẻ phát biểu. Xin mời ông. Thưa quý ông, quý bà, quý cô, quý bác, quý anh, quý chị, cùng toàn thể bạn bè thân hiểu gần xa của hai cháu, tôi xin thay mặt cho họ nhà trai, họ nhà gái gửi tới quý ông, quý bà, quý cô, quý bác, quý anh, quý chị và bạn bè thân hiểu gần xa một lời chúc sức khỏe, bình an. Vậy còn chẳng có gì hơn. Một lần nữa tôi xin cảm ơn của đến với các ông, các bà, các anh, các chị, của cô bác, bác và cùng toàn thể bạn bè thân hữu gần xa của hai cháu một lời chúc sức khỏe và cảm ơn. Vâng, đúng là hôm nay đây đám cưới linh đình, ông nội phát biểu cho mà quả hay, như là muối mặn gừng cay, đó là hương vị của ngày thành hôn. Chúc mừng hạnh phúc lứa đôi. Một lần nữa xin mời quý vị chúng ta pháo tay mà chúc mừng. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn những tình cảm của quý vị. Và ngay bây giờ để tiếp tục trong buổi lễ thành hôn, chúng ta sẽ được minh chứng cho những khoảnh khắc tuyệt vời tiếp theo và những nghi thức không thể thiếu được trong buổi lễ thành hôn của đôi bạn trẻ. Và nghi thức đầu tiên xin mời chú rể Tân Đạt cô dâu anh Thư và tiếp tục tiến qua phía trái sân khấu để cùng đến với nghi thức cắt bánh thành hôn. Xin mời. Lòng anh hạnh phúc khi anh có em bên cạnh. Dường như cuộc sống đã đổi thay, thêm nhiều những tiếng cười và nhiều những ước mơ.
một người cho anh biết yêu là gì. Ngoài kia thế giới đôi chân biết đi nơi nào, tìm đâu một nửa để rồi yêu, để rồi những lúc buồn sẽ cùng nhau sớt chia, cùng nhau xây tương lai, xây ước mơ. Trên đường anh tìm kiếm đã biết bao lần đau buồn, mà rồi gặp được em làm lòng anh ấm lại, biết nghĩ suy thiệt hơn, biết sống cho ngày mai. Từng ngày anh lại thấy yêu và nhớ em nhiều hơn. Mỗi lần xa là nhớ, chỉ muốn mau được quay về, để lại được bên nhau, lại được rộn ràng trong hạnh phúc. Chỉ thế thôi mà vui, và giờ nơi giao đường, nguyện thề ta sẽ viết nên hạnh phúc, nên vỡ trong. Tiếp tục dõi theo chúc mừng cho đôi bạn trẻ sẽ cùng nhau đến với nghi thức dâng rượu lên đôi bên gia đình. Xin mời đôi bạn trở về với vị trí ban đầu. Xin mời. Kính thưa quý vị chúng ta kính mến, cổ thụ là bóng mẹ cha, cây non là cã, vườn hoa ươm trồng, cha là núi, mẹ là sông, các con hiếu thảo nhớ công sinh thành. Dưỡng dục tác phẩm cho chúng con được có ngày hôm nay. Và ngay bây giờ chúng để dâng rượu với ba mẹ vợ và cô dâu, dâng rượu với ba mẹ chồng, dâng cha mẹ chén rượu đào, công lao dưỡng dục con nào dám quên, dâng cha mẹ chén rượu đầy, ơn sâu nghĩa nặng, công dày mấy câu. Xin mời hai gia đình cùng đón nhận những ly rượu hiếu của hai con. Vâng, chữ chung anh gửi phần cha, chữ hiếu phần mẹ, đôi ta chữ tình. Và xin được trân trọng kính mời chú rể con dâu sẽ nâng ly rượu sao buồn đã biết bao lần đau buồn, mà rồi gặp được em làm lòng anh ấm lại, biết nghĩ suy thiệt hơn, biết sống cho ngày mai. Từng ngày anh lại thấy yêu và nhớ em nhiều hơn. Mỗi lần xa là nhớ, chỉ muốn mau được quay về, để lại được bên nhau, lại được rộn ràng trong hạnh phúc. Chỉ thế thôi mà vui, và giờ nơi giao đường, nguyện thề ta sẽ viết nên hạnh phúc, nên vỡ trong. Trên đường anh tìm kiếm đã biết bao lần đau buồn, và rồi gặp được em làm lòng anh ấm lại, biết nghĩ suy thiệt hơn, biết sống cho ngày mai. Từng ngày anh lại thấy yêu và nhớ em nhiều hơn. Và đặc biệt hơn là món quà tình cảm đến từ trung tâm tổ chức sự kiện Hoàng Huy Palace, một không gian nơi chúng ta đang được chứng kiến những ánh đèn du dương như những tình cảm ấm áp của quý vị đã dành trao chúc mừng cho gia đình, chúc mừng hạnh phúc của đôi bạn trẻ. Chúng tôi xin được trân trọng kính mời lên sân khấu món quà tình cảm đến từ trung tâm tổ chức sự kiện Hoàng Huy Palace. Xin mời. Với một không gian sang trọng thoáng mát lịch sự, gia đình đã tin tưởng lựa chọn để tổ chức cho ngày hạnh phúc. Chúc mừng cho lễ thành hôn của chú rể Tân Đạt và cô dâu Anh Thư. Ngày hôm nay, trước sự chứng kiến của quý vị, cho phép chúng tôi đại diện cho trung tâm chân thành cảm ơn gia đình tin tưởng lựa chọn. Cảm ơn sự quan tâm của tất cả quý vị khách quý. Và chúng tôi xin được cảm ơn món quà tình cảm đến từ trung tâm tổ chức sự kiện Hoàng Huy Palace. Và món quà tiếp theo xin được mời lên sân khấu món quà đến từ nhà hàng ẩm thực Phương Thảo sẽ trở về sân khấu để trao tặng và chúc mừng hạnh phúc cho chú rể cô dâu. Món quà tiếp theo. Và kính thưa quý vị chúng ta kính mến, nếu như uy tín là vàng, Phương Thảo được chọn nhà hàng ẩm thực đầu tiên đã đi phục vụ mọi miền, hôm nay lại được xe duyên chỉ hồng, hôm nay đám cưới linh đình, nhà hàng sẽ có món
cuộc sống của mỗi con người chúng ta, trở về với quê hương thân thương Quảng Thuận, Ba Đồn yêu thương, nơi trang chứa những bàn tay khéo léo tinh hoa của ẩm thực. Ngày hôm nay đây, nhà hàng của chúng tôi rất tuyệt vời, khi là nhà hàng cung cấp chính những món ẩm thực chính trong ngày vui trọng đại của đôi bạn trẻ hôm nay. Một lần nữa, thay lời cho nhà hàng ẩm thực Phương Thảo, xin được trọng cảm ơn sự tin tưởng của hai bên gia đình. Một lần nữa, xin được trân trọng cảm ơn và cảm ơn rất nhiều. Thưa quý vị, và tiếp theo chương trình, chúng tôi xin được trân trọng kính mời Trúc Thị cô dâu cùng với đại diện đôi bên gia đình, chúng ta cùng về với các giải bàn tiệc để được gặp gỡ, giao lưu, đón nhận những tình cảm của quý vị khách quý. Mà không quên cảm ơn tới quý vị đã có mặt đông đủ trong ngày hôm nay. Xin mời đại gia đình. Và để đáp lại tình cảm của quý vị quan khách trong buổi trưa ngày hôm nay, ngay sau đây xin được hân hoan chào đón những nhân viên xinh đẹp đến từ nhà hàng ẩm thực Phương Thảo sẽ dâng lên các thực khách những món khai vị trong ngày vui trọng đại hôm nay. Xin được trân trọng kính mời. Thank you.
đến từ nhà hàng ẩm thực Phương Thảo trong trưa ngày hôm nay. Và kính thưa quý vị, chúng ta thân mến, và để chúc mừng cho tình yêu của chú rể và cô dâu trong ngày vui trọn đời hôm nay, Thu Thủy đến từ nhà hàng ẩm thực Phương Thảo xin được gửi đến quý vị chúng ta một ca khúc với tên gọi Hồn Trên Núi. Xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng lắng nghe. Thank you.
trở lên sân khấu để hát tặng chúc mừng hạnh phúc cho hai anh em. Đặt lòng ở sau lưng tới tất cả quý vị chúng ta hôm qua của chú hôm nay. Xin mời lên sân khấu tiếng hát của chị. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
vắng dìu đến công viên đôi trẻ là đò trên dắt ra bạn của núi đường đường và má đi có lắm đường có tiếng thì thầm nhưng anh chưa thân sống cho nhau một lòng là xưa mình lại gặp nhau con cơn đất hạ cứ nhớ bao ngày vui trong tay bay trên mặt tiên sĩ khi những người đi vào đời thấy lòng như vớt đất thôi bờ môi em là nguồn yêu đương đau đuối ngày tiên đi vào bên khói đã xem cho nhau thì thôi tiệm bời chúng ta gần nhau phút giây còn mãi.
sao giữ em tay trong tay, những yêu thương nồng say khi bên nhau, làm sao giữ phút giây này niềm vui khi bên nhau, có bao nhiêu buồn lo than đi mau, những phút giây gần nhau sao qua nhanh, nghẹn lòng không nói nên lời. Hạnh phúc trao dâng lời hát xin cảm ơn tình yêu, và cho chúng ta một đêm phút giây còn mãi. Hát lên lời hát xin cảm ơn tình yêu, dành cho chúng ta một đêm nhớ cho nhau, giây phút khát khao hát cho tình yêu. Dành cho